Thưa quý vị, chiều nay đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Ngày hội văn hóa du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ Hoài Lang năm 2022 đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện và công tác chuẩn bị các hoạt động diễn ra Ngày hội văn hóa du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ Hoài Lang năm 2022. Cùng đi có đồng chí Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến kiểm tra một số điểm tổ chức các sự kiện, đồng chí Lữ Văn Hùng đề nghị phải chuẩn bị thật tốt để các sự kiện diễn ra thành công. Kiểm tra tại điểm diễn ra hội chợ công nghiệp thương mại du lịch và sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu năm 2022 phía sau nhà hát Cao Văn Lầu, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải có phương án để thoát nước cho toàn bộ khu vực diễn ra sự kiện này, đồng thời lưu ý đối với hệ thống điện, dọn dẹp sạch sẽ khu vực xung quanh, nhất là các tuyến đường dẫn vào khu vực hội chợ. Đồng chí Lữ Văn Hùng đề nghị lực lượng công an có phương án bảo vệ an toàn cho sự kiện, không để xảy ra nạn móc túi, trộm cắp. Các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền cho hội chợ và các sự kiện khác. Hội chợ công nghiệp thương mại du lịch và sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu năm 2022 diễn ra từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Có gần 300 gian hàng tham gia hội chợ, trong đó có 56 gian hàng trong tỉnh, gồm 20 gian hàng của các sở ngành, 14 gian hàng của các huyện, thị, thành phố, 22 gian hàng của các doanh nghiệp. Hội chợ còn có sự tham gia của 246 gian hàng đến từ 28 tỉnh thành. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đến kiểm tra khu vực tổ chức không gian hội tụ tinh hoa di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng miền sẽ diễn ra phía trước khu vực nhà hát Cao Văn Lầu. Không gian giới thiệu sản phẩm du lịch diễn ra phía trong khuôn viên nhà hát Cao Văn Lầu. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở ngành phụ trách tổ chức phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan sớm thực hiện các công việc còn lại để đảm bảo hoàn thành đúng thời gian khai mạc. Tại khu du lịch sinh thái Hồ Nam, nơi tổ chức hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành phố năm 2022, tổ chức xác lập kỷ lục chế biến 122 món ăn với chủ đề tinh hoa ẩm thực tôm và muối Bạc Liêu. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý đơn vị tổ chức phải đảm bảo an toàn chu đáo, nhất là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến các món ăn. Nơi tổ chức hội nghị phải rộng rãi, đi lại dễ dàng, có điểm đón khách trang trọng, có không gian cho đại biểu gặp gỡ giao lưu, rà soát thật kỹ các bước chuẩn bị để đảm bảo cho sự kiện diễn ra thành công. Đồng chí Lữ Văn Hùng cũng đã đến kiểm tra dự án trung tâm thương mại Nguyễn Kim 1, nơi sẽ tổ chức khánh thành vào ngày 27 tháng 11 để chào mừng Ngày hội văn hóa du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ Hoài Lang năm 2022. Kiểm tra khách sạn Sài Gòn Bạc Liêu, khách sạn Trần Dinh 2, nơi có nhiều đoàn đại biểu lưu trú trong thời gian diễn ra các sự kiện.